Hello, xin chào mọi người nha. Chúc các bạn có một tuần mới thật là bùng nổ, vui vẻ, mạnh khỏe và đặc biệt là không được đẻ con. Ui, hôm nay có server GTA của Anh Độ rồi, thề mà buồn chơi quá các bạn ơi. Hay là hôm nay đeo tóc sâu là chúng ta vào chơi game luôn nhở? Sướng. Ơ, sao em đang ở chỗ tạo nhân vật có mấy ông này? Phá là biểu. Ơ kìa, sao anh đánh em? Đừng đánh em. Em đang tạo nhân vật. Anh thì em phải ra khỏi đây, em mới nhìn được anh chứ. Thế bây giờ em ra kiểu gì? Em ra khỏi... Em ăn kiểu gì? A, D. Sao cũng được đâu. Em bị kẹt tôi, anh yếu. Em tắt kem mặt ra đi. Đây, em tắt quay. Đấy, anh quay mặt ra đằng kia đi, anh yếu. Anh yếu. Đéo quay được. Đấy. Đéo đi được đấy. Em nhìn, thôi, đừng đấm em đâu. Con đời chiến với gì đấy. Sao cứ đấm em ấy? Từ sao em nhìn thấy có một cái đầu lợn của anh mà sao em yêu. Vãi lồ nè. Anh yêu. Anh tạo đánh lên. Đây em đợi anh được chứ, em đợi anh. Em mới chỉ mặc quần áo thôi. Áo khoác này. Mà thế có anh Hiếu không nhìn được cái gì, nhìn nó một cái tai lợn ạ. Ra như nào anh trai. Để bồ à? Bồ chúng tôi. Cắt chôn à? Cắt chôn đâu? Đéo được. Tạo xong rồi đi xuống à? Tạo xong rồi thì... Thôi kệ chơi luôn. Trông cũng giống em ngoài đời mà. Ui. Thằng này trông giống tôi ngoài đời ở Tây lắm mày. Quả ngày xưa tôi cũng để quả mày Mohican chổng ngược này. Áo thì không áo. Tôi đéo bao giờ mà áo kẻ caro như này. Nhưng mà chiều cao với cả cân nặng là tôi nghĩ là cũng giống tôi ngoài đời. Cũng giống tôi ngoài đời. Mày có giống không? Đây, tôi hỏi các bạn là có giống không? Giống vãi nữa còn gì nữa. Đây, chân tôi cũng dài như thế này. Đi convert thì... Đấy, xong rồi... Thôi, thế là cũng tạm. Cứ nhảy xuống tầng 1 luôn à? Đây rồi, anh thấy rồi, Ở đâu? Có không? Anh có ở trực thăng nữa không? Ở chỗ sân bay này, sân bay. Ấy! Đây, để em nhảy xuống thử xem có được không? Đâu nhở? Anh ơi! Ơ! Anh Hiếu đây đúng không? Sắp chết rồi! Cứu! Những thằng tạo xong nhân vật ứng có sao? Thì nó mới tự spawn. Ờ, có taxi kìa. Sao con mà nhảy xuống? Lấy số điện thoại nhau. F à? F là như nào? F Lên chúng mình làm gì hả anh? Đi mà em lỡ nhảy xuống chết mẹ rồi thề. Mọi người có xui em nhảy xuống à? Nói trong game thì nút. Alo? Hey! Hospital, I'm on floor 70, Kiang Lam. Help me please. Alo. Có bác sĩ nào đấy không? Alo. À ép để bung rủ ạ. À. Còn mẹ mà lại thoát ra vào lại à? Thằng đồ chắc đây không? Sao vật chết? Trời ơi. Có mẹ thằng đồ. À sống rồi. Ok sao lại tóc đấy? Là sao? Ép bung rủ đâu? Rủ đâu? Sao không có rủ? Chat lúc nào nhở? Dìm ơi, em bị ngã. Alo, cứu tôi với, alo. Xe ơi. Alo. Ai cứu tôi với? Alo. Đây NPC à? Hello, Sawadika. Anh ơi, mượn tí. Bây à? Help me, ai. À đây, anh gì ơi? À đây ai nhở? Alo. Chào anh à, em nghe anh nói gì không? Alo. Tôi thấy anh đang có vấn đề về sức khỏe là sao? Tao khỏe nhăn răng ra mà. Alo. Đưa tôi đến bệnh viện ngay. Send me. Bệnh viện đây. Tôi sẽ đưa tới bệnh viện. Ui, mẹ ông nói được rồi à? Ơi, chào ông nhá. Cho tôi đến bệnh viện được không ạ? À? Hình như là anh em tôi đang ở đấy. Anh chưa đọc rồi server, anh đang chỉnh nhân vật bị lỗi đấy. Đây là nhân vật không được cho phép để chỉnh. À, thế anh, xong mà tôi vào. Tôi sẽ đưa anh xuống đồn cảnh sát và các cảnh sát sẽ có nghĩa vụ đưa anh đi để chỉnh lại.
Ui đi mẹ, tức là tôi bị bắt à? Sao vừa vào game đã bị bắt rồi? Không, anh không bị bắt, không bị bắt. À thế à, rồi, đi đi theo anh à? Dạ, dạ, dạ. Ngày thế nhỉ, gặp được đúng anh người tốt. À, anh không tốt với em ấy, đấm cho một cái này. Trời ơi. Mẹ, sao vừa vào game đã bị bắt à? Vãi cả bìu thật. Anh đã bị thương rồi, giờ anh sẽ vào đây để nhập viện. Và anh đang nằm chữa trị đi. Thế em bị bệnh gì bác sĩ nhỉ? Chắc là vấn đề về xương khớp ấy. Trông giống em giống kiểu động kinh, sao mà tóc em nó lại dài như thế này nhỉ? Nãy em tưởng tóc em ngắn lắm cơ mà. À, rồi, tóc xoăn này là do gen di truyền rồi. Uầy, bảo sao cái lông ở chỗ nào của em nó cũng xoăn anh ạ. Ơ, bây giờ vào đâu chưa chị ạ anh? Đây, đi tới đây, ấn em vào đây để nhập viện. Dạ vâng. Anh ơi! Ui, vậy sao anh bay lên thế? Ui ôi, bác sĩ kìa. Vâng, chào bác sĩ. Thôi, để tôi chẩn đoán bệnh cho luôn này. Vâng, vâng, vâng. Hả? Nằm ở mức 108. 108 à anh? Ừ. Uầy, thế là em còn mà sống tốt lắm đúng không anh? Thế là xong bệnh rồi anh? Sao chữa nhanh thế? Thôi được rồi, đi thôi, đi thôi, đi. Uầy. Uầy. Bác sĩ ơi, bác học khoa gì mà chữa bệnh nhanh thế nhỉ? Em muốn làm bác sĩ. Bác sĩ đỉnh thật, mẹ vừa vào cái xuất viện luôn. Vâng, 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 vâng. Đối bắt được em, đối bắt được em, đối bắt được em. Uầy, có đồ gì để cướp không nhỉ? À khóa mẹ rồi. Em mất mẹ 50 đô. Mất 50 đô à? Ê! Bác sĩ ơi. Sao đây, sao đây? Sao em mất 50 đô hả bác sĩ? Nhà tôi ba đời chữa bệnh xương khớp, ai vị xương khớp gọi cho tôi bẻ phát gãy luôn. Còn mà vừa vào mất 50 đô. Thôi 50 đô thôi, nghĩa làm là mấy chục nghìn đô một tiếng, không phải lo đâu. Mấy chục nghìn đô? Ui. Ừ. Làm xong là đã với anh. Ơ. Rồi đi thôi, đi thôi. Ơ, này, từ, em hỏi cả bác này. Bây giờ em mà thay đổi diện mạo của em thì có bị mất thêm 50 đô nữa không bác sĩ? Mất 200 đô chứ. Ôi trời ơi, 200 đô. Ai đây bạn? Jason Cry. Sao em vừa vào đã mất 50 đô xong bây giờ đổi diện mạo là mất 200 đô nữa à bác sĩ? Ờ, cảnh sát, mấy anh cảnh sát đây. 200 đô thay đổi diện mạo nhá. Ui trời ơi. Vãi cả bìu. Em ơi đưa tiền kiểu gì nhỉ? Gift card đúng không? Không. Don't take my money. No. Để tôi chắc anh thiếu tiền để em đưa cho. Ủa đây được đưa trước đi xong tôi đưa lại cho. Đấy, ví dụ ông đưa tôi kiểu 10.000 ấy xong tôi đổi diện mạo hết có 200 thôi, đấy là hợp lý đấy. Ờ, ông bấm chữ P lên này. Ê. Nhìn phía bên trên góc à, trên trái màn hình ạ. Nó có dấu thăng ấy xong là số bao nhiêu đấy? À ID. À rồi. Chính cái vấn đề 3636 quê hương tôi. 36 is my number. Yeah. Sao không thấy tiền ở đâu? Xem tiền đâu nhỉ? Xem tiền đâu các bạn? Account information 465. Ui giời. Này, hình như tôi chưa mua sim hay sao ấy. Kiểm tra đi anh trai. Số đẹp lên chưa? Nhưng không mua sim được đâu anh này. Có số điện thoại thế rồi. Kiểm tra ngân hàng anh trai ơi. Biết là có sim số đẹp không ạ? K đúng không? Ui. Đây điểm sim. Được quá nhỉ. Đi xem để rút tiền nhé. Được anh ơi, anh đơn vị gì để em bảo thăng chức với? Mà cả thành phố này nên có những người cảnh sát như anh. Hết mình vì dân. Em sao tắt điện thoại đi ạ? À? Escape. Có khi nào mình nên. Ha. Bây giờ tao mới là chính quyền. À nhầm. Nhầm ấn nút. Mày thế đang bị quát. Nam trừ 1. Đây rồi. Loại mặt là loại gì này, khác cái chó gì đâu. Màu à? Màu gì đây? Từ chúng ta phải cút tôm lại quả mặt mẹ hợp lý đã. Mũ này. Mẹ mà trông vãi cả lìn thật. Ôi, con mà cái gì đây? Đéo đội mũ đâu, tóc đâu nhở? Đấy, chúng ta phải xem quả tóc nào mẹ mà nó giống mình ngoài đời nhở. Ủa đây rồi. Ủa tốt lắm, tôi sắp làm quả tóc anh bingo này mà các bạn. Tôi sắp lòng. Cái clip quần áo ở đâu ấy nhở? Hả? You asking me bro? Ủa đây, tóc này giống tôi ngoài đời này. Được. Không là bây giờ tôi muốn làm cảnh sát mà phá cách tí có được không? Cảm ơn. Như nào anh? Đây như này được không? Hahahaha.
Ôi, tôi bảo này, ngày đầu để tôi làm dân thường á, chắc là tôi chỉnh dân thường xong rồi tí có gì tôi bảo anh danh sau. Sờ chim vui vẻ nhé, okay. Dấu bé. Tôi này, tôi nghe đồn là ông bạn tên là Lâm Đình Khoa bị bắt, ông thử về đồn đấy, tôi ngó tình hình nào cái. Đây, bình thường bị bắt là bao lâu anh? Bị bắt là bao lâu anh? Tùy vào mức độ nặng nhẹ anh ạ. Thế ạ, thế bồ chắc là nặng rồi, thế thì tầm cũng phải xương phải được 10 phút anh ạ. Thế thì anh bắt thử hộ em một tiếng nữa. 10 phút hình phạt nhẹ nhất đây. À thế à? Thôi bắt 10 tiếng đây. Bô là quậy lắm. Anh Bô ơi! Này, em được vào không nhỉ? Anh vào trước đi không, người ta lại bảo em đột nhập. Ông xoáy. Đấy. Xong là tôi bị tuyên án là 10 năm tù. Xong là sáng nay là mới được hết án. Là tôi có gặp một cái anh gọi là cứu thương á, ảnh cứu tôi. Nhưng mà tôi mới hỏi ảnh, bây giờ tôi mới ra tù mà, thì tôi quá là chơi bơi, tôi đâu biết làm cái công việc gì để mà tôi có tiền, đúng không sếp? Đấy. Thì tôi hỏi là cái anh mà cứu tôi á, là hỏi là anh ơi, bây giờ mà nếu mà cái nghề nào mà kiếm tiền nhanh nhất để em thay đổi, em làm lại gì có ích cho xã hội, nó em cơm bách, đấy, sửa đổi bản thân, đó, có vợ có con nuôi gia đình các thứ rồi, thì em bảo là bây giờ là có hợp lý nhất là đi câu cá. Đấy, thì trên đường là đi câu cá là nhau mãi là nhau. Cảm ơn các CEO nhá. Ok là anh Khôi à? Ok là anh Khôi à? Về là gặp mấy anh ngay chỗ hồi nãy đó, mà tự nhiên là mấy anh vô kiểm tra xong rồi mấy anh quýnh tới bời luôn, chưa kịp nói gì hết. Phép bạn là đấy tôi phải đánh, tôi chỉ kiểm tra người bạn có chấp nhận hay không. Bởi vì dạo gần đây chắc tôi nói này, là gần đây ở trong thành phố ấy, xuất hiện một vài những cái đối tượng là giả vờ đi câu cá, tụ điểm đấy để bán ma túy. Không sếp ơi, không, tôi mới ra 10 năm mà tôi không biết gì hết, tôi nói thật với sếp luôn á. Sếp. Vâng. Đưa bạn về đây. Tôi thả bạn ta thôi. Vâng sếp. Người là tôi không thấy có chất cấm này, thấy cần câu này, thấy bốn cá mập này, thế đồ của bạn đủ đúng không? Dạ, dạ sếp, đúng rồi sếp. Ôi, ai gọi đây không được. Ra ngoài nha, cảm ơn bạn đã hợp tác với cơ quan điều tra nha. Ê. Vâng sếp, nhưng mà hồi nãy kiểu mấy sếp mà có lỡ tay gọi đấy em mà học máu mũi rồi có đền bù gì không sếp? Sao ai gọi tôi nhỉ? Đây. Không có sếp ơi, chứ bây giờ sếp đánh con, giờ tôi mới ra tù tôi làm gì có tiền đâu mà để tôi mua thuốc được đúng không sếp? Rồi, bây giờ không phải đưa anh vào viện để khám. Kiểm được, sếp là người của nhà nước làm sao anh đấm sếp được sếp? Anh hát rồi, hát rồi. Bật cái điện thoại lên rồi anh cho tôi ra đi rồi tôi chuyển anh ít tiền. Ờ kìa à, quên e oi à, mặt cười e Khôi đây mà. Ờ cảm ơn Khôi nhá. Cảm ơn Khôi. Anh ơi có ma túy đấy anh ơi. Không, nhưng mà thầy mấy sếp có thấy hợp lý không? Vâng, không sao hết, chắc là mấy sếp nhầm lẫn thôi chứ ạ. Sau này mà sếp có gặp em, em tên là Khoa Học. Đấy, sau này sếp mà có gặp tụi em nữa thì chiếu cố cho em nha sếp. Ok nha, bạn Khoa Học đúng không? Dạ, Khoa Học. Khoa Học. Anh ơi, tên thật của anh ấy ở quê hương em là Lâm Đình Khoa Ma Túy ạ. Vâng, chào anh ạ. Em người thân nhà anh Khoa nhà em là một là người rất là quang minh chính trực liêm khiết 20 năm nay rồi anh, em chưa bao giờ thấy anh có vấn đề gì anh ạ. Để em đến là vừa kể nó mới đi tù về. Ơ kìa. Vừa kể nó giết người 10 năm trước bây giờ mới đi tù về. À đấy là kiếp trước anh ạ. Thế bây giờ hôm nay em đến em đến đây là để đón anh ấy về. Vâng. Ôi thế thằng này bị điên rồi, bây giờ đi đón nó về. Em nhận được rồi sếp ơi. Đây. Ê anh sang. Đây rồi. Ai đấy? Nhau nhỉ? Em người thân anh ấy. Ok. Thằng này thì bảo là người thân đến đón, bây giờ hỏi thằng này không biết thằng này thằng nào, hay là hai thằng này có vấn đề gì không? Không, em là em ruột. Em ruột. Ngày xưa là được vâng, 10 năm trước là ông đi tù xong rồi bị mất trí nhớ. Đây hôm nay mới nhớ ra. Đúng. Đây bọn em. Rồi nha, thằng áo choàng này tên thật là gì? Em á. Nhưng mà anh đây em hỏi anh này, anh nhìn mặt em có giống anh kia không? Trông hai mặt bọn em giống y đúc như này cơ mà. Em là Lâm Đình Con. Lâm Đình Con. Ơ chứ thằng này nó tên họ, thằng này họ Đinh, thằng này nó bảo là Đinh Văn Thanh Phước Khoa Học mà. Thì đây em mới nói với Đinh nè, Đinh Văn Thanh Phước Con. Hồi nãy em mới nói với sếp là 10 năm trước là nickname em là Lâm Đình Bố. Đấy. À. Dạ, bây giờ 10 năm sau bây giờ mình đi tù một lần rồi thì mình mới có bài học cho cuộc đời của mình chứ đúng không sếp? Mình phải cần thay đổi bản thân đúng không sếp?
Mình làm lại con người đúng không sếp? Ok. Ok. Bây giờ là hai anh em ruột đến đón nhau đúng không? Vâng, em là em ruột của anh bộ ạ. Hai anh em kết phương nhá. Con còn thằng anh thì tên là bố. Thì bây giờ thằng này là câu cá. Bây giờ kia là công việc gì? Em à? Em mới đi nước ngoài về, anh nhìn thấy em không? Đây em còn vừa xuống sân bay đây này. Đấy, trông quả đồ như thế này cơ mà. Em ở hồi xưa ở bên Mỹ em làm doanh nhân. Nhưng mà bây giờ về Việt Nam thì em chưa biết làm công việc gì, như là em chuẩn bị đi bới rác anh ạ. Ồ, oh, được rồi. Anh đi làm... vâng. Nhặt rác, sếp ơi. Vâng. Nhặt rác ạ, nhặt rác. Sếp quá duyên cho ra cái chỗ nhận việc làm. Dạ, vâng. Đây cho bọn em đi chung với. Thằng này nhặt rác một thằng câu cá thôi. Em cũng sống tốt. Vâng, thưa sếp. Hai anh em nhặt rác chung luôn cho nó vui sếp ơi. Xưa làm doanh nhân kiếm ít tiền quá, bây giờ phải nhặt rác kiếm cho nó nhiều anh ạ. Nhưng mà anh có tiền chưa? Anh có tiền chưa? Anh có tiền. À mình giàu dữ vậy. Buôn ma túy đâu. Ếch nhầm. Câu cá đúng không? Mà sếp bây giờ sếp giúp đến nơi đến chốn được sếp. Em không có tiền á, áo mặc cho nó lịch sự. Mà sẽ đi xin việc thì người ta mới nhận được. Đây. Nhưng mà anh em là phải mặc giống nhau nhá. Càng xấu càng nhận đó sếp. Đúng. Thế bây giờ làm sao để mình vô một cái chân công an được không sếp? Chân công an hiện tại đang hết chân rồi các bạn ạ. Vâng. Thế giờ sếp nghỉ đi để ai làm được. Tôi để cho bạn về phường bây giờ. Đấy, thấy chưa? Xe công an đến đấy, sợ chưa? Vâng. Sợ. Đây. Ơ cơ, đó được không? Một thằng đeo kính màu vàng, một thằng đeo kính màu hồng đấy, trông cho đẹp. Thằng tóc hồng đeo kính vàng, thằng tóc vàng đeo kính hồng. Đấy, đẹp. Ờ, đúng. Thế anh đeo kính vàng đây, em đeo kính hồng hả em? Vừa nghe là sếp và vừa tiếp tay cho một vụ chuẩn bị cướp sắp tới này. Ok, cướp ai đi. Đây, được rồi. Được chưa? Hợp lý rồi nhá, em đeo kính hồng này, anh đeo kính vàng đi. Ok đấy. Escape này có này, mất mẹ 200 đô rồi. Rồi, Ether, không, Escape là Ether. Ui trời. Ây. Nhím đâu nhờ? Cần mà. Nhím đâu nhờ, thề. Đi. Ui trời, đi nhận việc. Anh em cho ra bệnh viện sếp ơi. Ra bệnh viện gặp người thân sếp ơi. Ra bệnh viện sếp ơi. Ok. Hello. Ai trực này vậy? Sao bệnh viện vắng dữ vậy? Vậy, bệnh viện nãy có thằng bác sĩ vào bảo em 20 đô. Alo. Cái gì đây? Ai, nào. Đây rồi. Ơ nhảy. Ơ cơ. Sao cảnh sát lại vào đây nhở? Anh Độ, nãy anh gọi em mà anh Độ. Anh Độ ơi. Anh đang chơi đồ em ạ. Đúng sự, đúng lúc đó. Ai đang chơi đồ. Này trông giống Tài thế nhở? Em xin hơi, Tài ơi. Em xin hơi. Cho Khoa hơi, Tài. Dạ. Đi, anh đang ra thì tí. Ông nào lướt bắn đấy. Anh gõ gạch E xong cách C. Gạch E cách C. Anh giữ F1 xong rồi chọn hành động đi. Đi bạn dừng lại nha, tao mỏi chân quá. Anh bấm F1 xong chọn hành động. Hủy hành động. Xanh đồ cứ nhảy đánh đồ. Một chung. Con chim về xin em. Con chim mò của bà nội. Thu bao anh em lên lên. Tôi phải chung nhà thì lên lên. Ông hồ để anh chị. Để. Về để. Đây rồi, đi mỏi rồi. Vãi lồn nhé, phát này. Này, mấy cái nhảy này tối anh em mình làm đội nhảy được đấy. Được anh ơi. Được. Anh rồi. Không anh chạy đi. Tránh đường cho máy bay qua nào mọi người ơi, tránh đường. Ơ mọi người nhảy kiểu gì? Lại. F1 đúng không? F1. Dáng đi hả anh? Không, F1. Máy bay nào? F1 rồi anh. Sao chọn gì nữa? F1 chung xong rồi chọn hành động. Hành động. À đây. Đuổi nó bắt được em ấy. Đuổi nó. Thì mẹ thằng Naruto à. Cái gì vậy?
Cái này là cái tên là gì? Ai tên là gì? Đéo nói, đi mà con lợn. Đang máy bay đi. Yes. Yoga. Bạn cái gì đấy? Ờ, xong rồi, anh em mình đi cướp rồi. Chết rồi. Ôi nhìn bác xem lại xúc đầu một đít, nhìn bác nhìn. Ok, bảo thì bác khoảng, chắc là khoảng 30 phút đấy.